Thì chị học rôm thì nằm bé và hoài vị mình rất đi hoài vị cầm tay vào đây ướt ướt cái tay xả à cặp bồ ơi đây đây bồ ơi ela vậy là cuối cùng đã xong nha. Xong rồi. Đây. Một đám ruộng lúa bị ngã. Bên kia là ra cá. Uầy, gò bơi. Mời rồi nè, bà rộng dọa ngàn vầy. Các em mới cái tăng gó vầy, rọa gó vầy. Đây. Ồ, lòng nó lắp bao ạ, cái đệ. Đột độ vào rồi nè, cái đệ nè nè. Rọa gó vào các em. Ây da. Cố lên, mấy chị em. Ê là dầm dùng ơi, tôi hát teo thằng cố lên. Nần. Cố lên. Quá, thế mày mày rõ cái yàng gõ vậy nè. Hà kinh, hà mòa này nè, bố bê. Tè rồi bố sọ. Bệ vào, bọc chặt. Vậy, đệ này tùm kỹ mấy đệ này. Lôi chặt. Bị bao trong chắc ta à quên ai yên nhờ chiu mù mạ rồi tớn ai định này vậy ta càng nhộn cái này đặt can cái này mong mà từ đặt đây đâu bây giờ vài giờ cô lên tôi hát tèo ơi chị em chúng ta sắp chiến thắng rồi này lê chặt quá
hết chim rồi là dễ tụ lại hay cái là với hiệu ô đó như hạt gray ăn có đúng à xe con nóng chở lúa lên dốc nha mọi người. Đây con đường rất là dốc. Thank you.